Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, giả hiện trường một vụ cháy để phi tang dấu vết nhằm che giấu một vụ án mạng kinh hoàng, một tội ác không thể dung thứ. Thế nhưng tất cả đều không thể qua được con mắt nhà nghề của lực lượng công an. Trần Chí Công giờ đây đã nằm dưới 3 tấc đất vì bản án tử hình với hành vi của mình. Nhưng đối với các trinh sát điều tra thì đây lại là một kỳ án đặc biệt bởi đối tượng là người cuồng tín, dù ra tay tàn độc, nữ hộ sinh nhằm mục đích cướp tài sản nhưng lại không lấy được nhiều vì hắn quan niệm đối với người chết, lấy tiền thì sang, lấy vàng thì độc. Chi tiết như thế nào, mời quý vị cùng các bạn theo dõi ngay sau đây. Giải mã cái chết bí ẩn của nữ hộ sinh giữa đêm. Vào đêm mùng 7 tháng 2 năm 2007, người dân phát hiện số nhà 16 ngách 68, ngõ chùa Liên Phái có mùi khét và khói. Mọi người hô hoán và gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy. Khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường thì phát hiện nạn nhân Nguyễn Thị Minh Ngân đã chết trong phòng ngủ. Vùng đầu có nhiều vết thương, đồ đạc trong phòng bị lục soát vứt trên nền nhà. Chị Nguyễn Thị Minh Ngân, sinh năm 1969, là nữ hộ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, là một phụ nữ có đời sống tình cảm khá phức tạp khi đã có hai đời chồng. Với mỗi người chồng đều có một đứa con gái lớn của nạn nhân đã lấy chồng ở riêng, con trai thứ hai đang đi du học ở nước ngoài. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Ngân sống độc thân và có quan hệ khá rộng. Khám nghiệm tử thi, lực lượng kỹ thuật hình sự xác định nạn nhân Nguyễn Thị Minh Ngân toàn thân bị cháy đen. Trên cơ thể nạn nhân phần đầu có nhiều vết thương. Dù hiện trường là vụ cháy, nhưng lực lượng kỹ thuật hình sự đã kết luận nạn nhân chết do chấn thương sọ não nặng, vỡ xương sọ, dập thoát não và đã chết trước khi bị thiêu. Khi sự việc được phát hiện, cửa ra vào căn nhà gồm hai lớp cửa sắt và cửa gỗ khung kính không khóa, chỉ khép hở, nhưng chốt khóa cửa thì không khóa. Bên trong ổ khóa có màu chìa khóa bị gãy. Chị Nguyễn Thị Minh Ngân bị đối tượng hạ sát ngay tại tầng 2, lục soát lấy đi một số tài sản. Các ngăn tủ ở tình trạng mở đồ đạc bị lục soát và vứt ra nền nhà. Phía trước tủ có vết máu đọng và máu loang. Trong nhà vệ sinh cũng thu được rất nhiều vết máu. Cơ quan điều tra nhận định, trước khi rút khỏi hiện trường, đối tượng đã chất quần áo chăn màn lên người nạn nhân, thiêu xác nhằm xóa dấu vết. Theo lực lượng kỹ thuật hình sự, đây là một vụ án giết người cướp tài sản. Các vết thương ở vùng đầu do vật tẩy cứng, có trọng lượng, có cạnh gây nên. Phù hợp với chiếc búa thu được ở gầm giường nơi nạn nhân bị đốt. Diễn tiến của vụ án mạng được dựng lên, nạn nhân bị đối tượng tấn công bất ngờ tại phòng khách ở tầng 2 và kéo vào nhà vệ sinh hạ sát. Rất có thể sau khi nạn nhân đã chết, đối tượng đưa xác nạn nhân nên đặt lên giường trong phòng ngủ. Lục soát tài sản trong các phòng, tài sản bị mất ban đầu xác định là hai điện thoại di động. Đối tượng chắc chắn có quen nạn nhân, biết nạn nhân ở một mình. Có tính toán kỹ và chuẩn bị hung khí là chiếc búa đinh trước khi gây án. Sau khi lục soát tài sản của nạn nhân, đối tượng không lấy đi 3 chỉ vàng. Vì sao lại như vậy? Câu hỏi được các điều tra viên đặt ra câu hỏi. Đối tượng đã lấy đi tài sản của nạn nhân nhưng lại bỏ lại 3 chỉ vàng. Có thể do không phát hiện chị Ngân có vàng, nhưng cũng có thể do đối tượng mê tín, sợ lấy trộm vàng sẽ bị đen, sẽ dễ dàng bị phát hiện. Thượng tá Lê Tiến Dũng, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, trước đó là Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự thời điểm xảy ra vụ án nhận định. Theo điều tra, chị Nguyễn Thị Minh Ngân chuyển đến căn nhà này từ năm 2003 sau khi đã ly dị. Rất nhiều người đàn ông đã kết bạn với chị Ngân và người phụ nữ này cũng xem đó là niềm vui trong cuộc sống. Sàng lọc danh sách hàng trăm người quen với chị Ngân, lực lượng công an khoanh vùng còn khoảng 30 người liên quan. Suốt nhiều ngày, lực lượng khám nghiệm không thể thu được bất kỳ dấu vết nào. Cuối cùng, toàn bộ phần xác trên nền nhà đã được gom lại. Các cán bộ điều tra phải bới tìm từng mảnh vụn trong đó để tìm ra lời giải. Đại tá Nguyễn Văn Quyền, trưởng phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, chiếc búa đinh nghi là hung khí của vụ án thu được tại hiện trường cũng đã cháy thành than, không thể thu được dấu vân tay của kẻ thù. Từ đống cho tàn, lực lượng kỹ thuật hình sự đã tìm kiếm tất cả những vật chứng mà hàng ngày nạn nhân sử dụng như điện thoại, đồng hồ. Chị Ngân lại là một phụ nữ có điều kiện kinh tế nên không bất ngờ khi chị có vài chiếc điện thoại di động cùng lúc. Một người bạn làm cùng bệnh viện của chị Ngân cũng cung cấp thông tin. Ngoài chiếc Samsung cũ đang dùng, chị Ngân mới mua một điện thoại Nokia đắt tiền. Nhưng lần tìm nhiều ngày trong đống tàn tro, lực lượng công an không thu được bất kỳ dấu vết nào. Khiến các điều tra viên đi đến nhận định, kẻ thù đã lấy đi điện thoại di động của nạn nhân. Cùng với manh mối đó trong quá trình giám định hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự còn thu được một dấu vết đường vân tay ở trong mặt tủ kính của chiếc tủ trong phòng khách tầng 3. Nhưng đáng tiếc, dấu vân tay này lại không trùng với bất cứ một người bạn nào của chị Ngân trong danh sách tình nghi. Hướng điều tra duy nhất đó chính là chiếc điện thoại của nạn nhân đã bị kẻ thủ ác lấy đi.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được vị trí của một trong hai chiếc điện thoại di động. Đồng thời, một người hàng xóm của chị Ngân cũng cung cấp thông tin về một người đàn ông đến thăm chị Ngân hai lần vào buổi tối vào hôm xảy ra vụ cháy. Anh ta lại nằm ngoài danh sách các đối tượng nghi vấn vì mối quan hệ giữa hai người khá mờ nhạt. Họ quen nhau nhưng không đến thăm nhau đã nhiều năm nay. Đó là Trần Chí Công, sinh năm 1954, đang công tác tại khách sạn Điện Lực. Gần một tháng sau ngày xảy ra vụ án, lực lượng công an đã tìm đến gặp ông Trần Chí Công, đề nghị cho xem chiếc điện thoại mà ông ta đang sử dụng. Bất ngờ, ông Công tự động thừa nhận mình mua chiếc điện thoại này của chị Nguyễn Thị Minh Ngân ngày 7 tháng 2. Khi điều tra viên hỏi có phải ông ta mua vào đúng hôm chị Ngân bị sát hại, thì ông Công cho biết mình không biết gì về vụ án và khi đọc báo mới biết vụ đau lòng xảy ra với chị Ngân. Không những thế, hung thủ còn đưa ra một lịch trình khác sau khi rời khỏi nhà chị Ngân. Nhưng những chứng cứ mà người hàng xóm đã cấp đã chống trả lại ông. Tối hôm ấy, ông Trần Chí Công đến thăm nhà chị Ngân hai lần. Lần đầu vào khoảng 20:30 nhưng chị Ngân không có ở nhà. Và lần thứ hai là vào khoảng 22:30 và được chị Ngân mở cửa vào cho. Sau này Công cho biết chị Ngân cho hay mình vừa mua điện thoại mới nhưng chưa biết cách sử dụng nên còn nhờ ông dạy cho cách dùng. Theo như bản tường trình đầu tiên của công an tại cơ quan công an, thời điểm ông ta khá bí bách về tiền bạc, ngoài nợ nần trong sinh hoạt cá nhân, ông còn muốn có một khoản tiền để em gái chữa bệnh. Công lầm tưởng chị Ngân có rất nhiều tiền nên đã ra tay sát hại người phụ nữ đơn thân ấy. Nhưng đáng tiếc, chị Ngân không hề có tiền mặt ở nhà. Công tìm được vàng, thậm chí là trang sức trên người nạn nhân, nhưng ông ta không lấy bởi vì người đàn ông này quan niệm, đối với người chết, lấy tiền thì sang, lấy vàng thì độc. Công lấy hai chiếc điện thoại của nạn nhân cũng khoảng 900.000 đồng còn sót lại trong túi sách, vứt đi chiếc điện thoại cũ và dùng điện thoại mới cho đến ngày bị bắt. Cuộc đấu trí với tên sát nhân chỉ lấy tiền không lấy vàng. Được sự đồng ý của Thủ tướng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Thượng tá Ngô Minh An đưa Công xuống phòng y tế để nói chuyện. Anh tâm sự với Trần Chí Công hàng giờ về ngành y, về cuộc sống hiện tại. Điều tra viên này cũng bắt được những suy nghĩ của Công. Về tình yêu hết mực mà Công dành cho con cái, chăm chút cho con từ những cái nhỏ nhất. Dần dần, Công cũng có những chuyển biến về tâm lý. Công ngập ngừng đồng ý khai. Nhưng khi đưa giấy bút cho Công, y ngâm lại một lúc rồi nghĩ, quyết định không khai nữa. Công khai sẽ sợ mất ngôi nhà đang ở thì hai con sẽ bơ vơ. Lúc này, Thượng tá An hứa sẽ bảo vệ Công không bị mất căn nhà. Nắm được tính khí sáng nắng chiều mưa của Công, Thượng tá An vẫn kiên trì với chiến thuật của mình. Thấy Công mặc áo phong phanh, anh cởi áo của mình cho hắn. Hai bàn chân Công tím ngắt vì lạnh, anh cúi xuống đi tắt cho Công. Anh pha một ấm trà nóng cho Công uống để khỏi lạnh. Khi Thượng tá An nói đến tình phụ tử, nói đến chuyện này, các con đang đau khổ vì người cha phạm tội, sắc mặt Công biến chuyển. Lúc này điều tra viên biết rằng cách khai thác này đã có tác dụng. Anh đang nhờ người thân tác động tâm lý để Công hiểu được tội lỗi của mình gây ra. Biết rằng nếu bố ngoan cố không chịu khai thì sẽ bị mức phạt cao hơn. Con gái Công đã xin các điều tra viên cho gửi một bức thư nhiều chỗ nhòe nước mắt tới người bố của mình. Bức thư được chuyển cho Công, nó đã đánh gục hoàn toàn những lời khai gian trá. Lúc này Công đồng ý khai toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, khi điều tra viên đưa giấy bút cho Công, y viết được mấy từ rồi lại quyết định không khai nữa. Công tỏ ra rất hiểu luật và biết rõ mức án dành cho mình nên hắn sợ khai ra sẽ phải nhận cái chết. Có lẽ vì thế mà huyết áp của Công tăng đột ngột, bùn rủi tay chân rồi nằm ra đất. Thượng tá An vội gọi nhân viên y tế đến để kiểm tra sức khỏe cho Công, rồi anh kiên nhẫn chờ y tỉnh. Khoảng 1 giờ sau Công mở mắt ra, Thượng tá An dùng khăn ấm lau chân, tay và đi mua cho Công một bát phở nóng cho y ăn. Những cử chỉ quan tâm đầy tình người của điều tra viên cuối cùng cũng đã cảm hóa được Công. Đúng 19 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2007, Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau đó, do cờ bạc vay nợ nhiều, Công trở nên quẫn bách. Đó cũng chính là lúc y không kiểm soát được chính mình và lao vào vòng xoáy tội ác. Y đang nghĩ ra một kế hoạch khá là hoàn hảo. Để giết chị N, người đàn bà có số phận không được may mắn như hắn, nhưng sống một mình và kinh tế khá giả. Mục đích duy nhất của y là có được món tiền để trả nợ. Lợi dụng lúc chị N sơ hở, Công đã sát hại chị, cướp hai chiếc điện thoại cùng với tiền, sau đó phóng hỏa nhằm phi tang xác. Khi thực hiện những hành vi hết sức man dợ với chị N, Công không hề nghĩ rằng món nợ chồng chất món nợ và món nợ cuối cùng này thật sự là cay nghiệt chỉ vì suy nghĩ nông cạn. Hắn đã tự tước đoạt đi tính mạng của chính mình để trả nợ. Giá trả cho hành vi tội ác của mình, Công đang nhận mức án ở hình phạt cao nhất, tử hình cho ba tội, giết người, cướp tài sản và hủy hoại tài sản.
Thông tin trên đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.